chúng chúng ta niệm Phật. Nam mô Phật dạy qua cái phương tiện để nhiếp phục lòng người, đó là tứ nhiếp pháp. Rồi chúng ta học bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp. Giờ cái thứ tư là đồng sự nhiếp. Thì cái gì hay, cái gì quý, nhưng mà nhiều khi có nhiều vị thì biết hay, biết là quý thì mới đem về, thì mới lấy ra nghiên cứu và tư duy rồi mới sử dụng, mới được lợi ích, mới biết khi mà được lợi ích rồi thì mới biết cái có giá trị, có cái sự quý. Thì lời của Phật dạy thì rất là hay, rất là quý. Hay quý ở thế gian, ví dụ giống như là vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu. Lời Phật dạy nó còn quý hơn cái đó nữa. Mà nhiều khi có nhiều vị thì thấy nghe nó quý vậy chứ biết vậy thôi chứ ít áp dụng. Mà không có đem áp dụng thì cái lợi ích nó không có đến với mình. Mà muốn đến với mình thì phải Đức Phật ngày khéo phương tiện, nhà chư vị tổ cũng khéo phương tiện, quý thầy hay là quý Phật tử mà tu mà có được lợi ích, cái gì mình đã trải qua, cái kinh nghiệm mình đã từng vấp ngã, từng đau khổ, và mình có cái kinh nghiệm mình vượt qua được rồi đó, mình thấy hay, thấy quý đó. Nhưng mà những người khác á, người ta bây giờ ta còn đau khổ giống như mình khi xưa đó, mà bây giờ mình chỉ á, nhiều khi người ta không có tin. Nhưng mà mình muốn cho người ta tin á, thì mình phải phương tiện, mình nói hoặc thôi mình làm, hoặc thôi mình bằng những cái việc làm cùng chung với nhau, cho nên mấy cái phương tiện. Nên ta mới thấy mình vậy đó, thân thiện, thứ nhất là thân thiện, thứ hai nữa là lời nói, và thứ ba là giúp đỡ, và cái thứ tư là mình cùng làm việc chung với nhau, thì người ta sẽ thấy cái người này gần gũi, dễ thân thiện, nên ta tin theo cái lời mình nói. Mà tin theo lời mình nói thì những cái kinh nghiệm của mình đã trải qua rồi thì người ta đỡ cái thời gian phải đau khổ như mình khi xưa. Nhưng mà cái phương tiện ban đầu là nó Đức Phật này khéo dùng cái phương tiện muốn cho người ta nghe mình, thường người ta đau khổ, người ta cần sự giúp đỡ, thì trước hết mình là bố thí. Bố thí hôm rồi với thầy nói là tài thí, pháp thí, vô úy thí. Cái đó là cái điều kiện, cái nhu cầu cần thiết của ta. Ở ngoài thế gian thường quý Phật tử là cơm áo gạo tiền nó cứ bao hết cái thời gian trong ngày của mình, không có thời gian là tu tập. Cho nên bây giờ mình có phương tiện bố thí giúp đỡ, vừa tài sản vật chất. Nếu mình không có tài sản vật chất, tại vì nhiều quá mình không có thể mà mình giúp hết được, cho nên mình chỉ một phần thôi, nhưng mình cũng có tâm bố thí. Bố thí thì khi
cái người nhu cầu cái người ta cần. Ở đây nhiều khi mình cũng cần đó. Mỗi gia đình đều ai cũng cần cái sự giúp đỡ của người khác, nhưng mỗi người vì cái giúp khác nhau thôi. Ví dụ người ta thiếu về vật chất, tiền tài, nhà cửa, xe cộ, nếu mình có dư thì mình có thể mình san sẻ, mình giúp. Mà mình muốn giúp, khi mình giúp rồi đó, mình muốn ta hướng về với Tam Bảo, muốn nghe điều lành, điều tốt đó, thì mình nói thì rất là dễ nghe. Có người thì tài sản vật chất người ta đầy đầy đủ, nhưng mà về mặt tinh thần, về mặt tu tập hay là về mặt con cái rồi giao tiếp như thế này kia đó, người ta rất là thiếu. Nhưng mà mình có cái kinh nghiệm sống, mình có thể mình san sẻ cái kinh nghiệm bằng cái lời nói, mà lời nói mà mình nói mà nó khéo á, để hướng người ta về chiều thiện tốt á, nó cũng cần phải qua một cái thứ nhất là học, cái thứ hai là tư duy, cái thứ ba nữa là tu tập, hay là gọi là thực hành đó. Thì khi mà mình đã áp dụng cái lời nói, cái ái ngữ, cái lời nói nó dễ thương. Nói đây dễ thương không phải là để mình lường gạt hay là mình làm gì xấu, mà đây mình nói cái lời nó có lễ phép, nó có thông tin trật tự, nó có kính trên nhường dưới. Ta nói học ăn, học nói, học gối, học mở, nó có học. Thì mình khi mình nói như vậy thì cái sự cảm mến cũng như cái tâm mình ta thấy thân thiện, thì có thể mình nói gì ta tin theo, và ta theo trở về mình. Và khi trở về mình là mình hướng dẫn ta vào con đường chánh đạo, con đường đạo, con đường tu tập. Thì lợi hành đó là thấy người ta có những cái lợi ích, mình cho người bằng cái ý nghĩ, cái lời nói và cái hành động, để mình nhằm làm cho người ta sinh lòng cảm mến, rồi từ đó người ta có cái thiện cảm đối với mình, đối với hay tôn giáo của mình noi theo, mình hướng về bằng cái lời nói, bằng cái ý nghĩ, bằng cái việc làm của mình rất là thân thiện, rất là lành, rất là thiện, rất là tốt, thì người ta thấy cái vị đó là đạo Phật là như vậy, như vậy đó. Ta nhìn cái lời nói, cái việc làm, cái hành động của mình. Nên khi mình là Phật tử thì quý Phật tử nên nhớ mình thực hành cái bốn cái pháp đó. Quý thầy cũng vậy, các vị xuất gia cũng như các vị tại gia cũng vậy, mình sử dụng cái đó để là cái phương tiện khéo để mình hướng dẫn người ta về với cái lời dạy của Phật, cái với cái việc làm lành, việc làm thiện, việc làm tốt. Thì khi người ta nghe, người ta dễ cảm mến, từ chỗ cảm mến người ta hướng tâm về lo tu tập bằng cái ý nghĩ, cái lời nói, cái việc làm của mình. Thì cái thứ tư á, đó là đồng sự nghiệp, nghĩa là tạo điều kiện cùng làm chung một công việc để tạo phương tiện sống gần gũi với mọi người, nhằm giúp đỡ họ làm tốt công việc ấy, rồi sau đó dẫn dắt họ về với đến với Phật pháp. Cuộc sống hòa mình cùng chung là buồn vui sướng khổ với người, một nghệ thuật sống. Nhưng muốn hòa đồng như thế, chúng ta phải có lối sống, có phong cách, có ngôn ngữ gần giống với người mà mình muốn thuyết phục. Thường mình thấy cái đồng sự nghiệp á, là ví dụ như người làm y tá thì mình phải nuôi bệnh nhân, rồi mình thấy y tá người ta làm việc này việc kia nó không có sể đó, thì mình cũng có thể mình qua mình phụ, nó cần giúp cái gì mình làm gì, cầm dây hay là phụ làm gì đó, phụ giúp người ta đồng sự. Nên mình cũng biết về cái y tá thì mình cũng có thể mình giúp được cho người ta.
Thì khi mà mình đã gần kế bên mình phụ giúp như vậy á, thì mình nói ra cái việc gì á, thì ta dễ dễ thông cảm, dễ nghe theo mình. Nhưng mà mình hướng, khi mình nói á, là mình hướng tâm về Tam Bảo, muốn mình thấy mình hướng về Tam Bảo, mình thấy mình tu tập, thấy được lợi ích, thấy được an lạc, thấy bớt tham sân si phiền não, bớt những cái dở cái xấu của mình, mình thấy người ta còn đau khổ, đang còn lặn hụp trong những cái niềm vui nỗi buồn ở thế gian, cho nên người ta không có thời gian để mà về với Tam Bảo, có cứ làm từ sáng tới chiều cũng có rảnh, nên bây giờ mình thấy như vậy thì mình có phương tiện giúp bằng cái lời nói, bằng cái việc làm. Đây là đồng sự mình cùng cùng làm chung một công việc. Như các vị làm với nhà bếp á, thấy vậy chứ làm dưới cực lắm. Vậy cái khâu chuẩn bị, rồi cái khâu sắt gọt, rồi cái khâu chế biến, rồi cái khâu mà bưng lên, vận chuyển lên, rồi cái khâu sắp xếp đâu đó cho nó theo thứ tự, cho nó nhìn nó vừa mắt. Rồi cái khâu là sau khi mà dùng xong rồi dọn dẹp nữa, vệ sinh này kia nữa. Nên cái mà mình muốn nói cho các vị với nhà bếp nghe mà thông cảm á, thì mình phải xuống mình phụ mình làm. Thì khi mình xuống mình phụ mình làm mới mới thấy cái sự cực khổ, cái sự làm ở dưới nhà bếp á, nóng gọi là lửa nóng nè, rồi dầu nóng nè, rồi mùi khi mà mình xào nó bay lên, nhất là các vị mà xào xả với ớt cái mùi đó nó nồng, nó cay khó chịu lắm, có nhiều mùi khác nữa. Rồi nhiều khi làm nó phải dăng này kia, phải đeo cái tập về này kia nữa, rồi mình xuống phụ cắt gọt ở dưới bếp đó. Khi mà mình muốn nói, muốn cho các vị ở dưới bếp mà có hiểu lời Phật dạy qua cái kinh nghiệm mình tu tập đó, thì mình phải cùng làm việc ở dưới. Tuy mình không làm nhiều nhưng mình có mặt ở đó mình làm ít thôi, thì người ta cũng thấy, cũng có cái cảm mến. Quý vị thấy làm với nhà bếp cực không? Nhất là các vị mà ở nhà có gia đình, ở nhà mình ở trên nhà, nhà trên mình để bà bạn ở dưới nhà bếp làm có mình đó, rồi xong rồi lên mình còn khen còn chê nữa thì sao? Mai mốt bỏ trầu bỏ đói. Mà mình thấy làm vậy mình lên mình xuống mình phụ này kia, rồi cái mình cũng thông cảm, nó có mặn có khét này kia đó mình cũng thông cảm, thì mình xuống mình phụ thì sao, rồi cảm thấy dễ thương dễ thân thiện, cái nhất. Rồi cái thứ hai nữa là mình biết san sẻ. Thì cái đồng sự nhiếp á, nói về cái phần nấu ăn, rồi nói ở nhà, rồi nói ở nơi chùa, thì cái đó là nói về cái mà chúng ta dễ thấy hàng ngày, mà cái đồng sự và nhiều công việc khác nữa, như là các vị quét dọn, hay là làm ở bên ngoài, làm vườn, làm nông, rồi làm ở trong những cái khâu như là từ công nghệ thấp tới công nghệ cao, thì ai cũng có cần cái sự đồng đồng sự nhiếp, như là mình muốn nói cho người ta nghe ta dễ thông cảm, mình phải hòa nhập cùng chung với người ta cùng làm. Như mình ở đây mình ngồi thiền, mình tụng kinh, thì người ta đến đây người ta thấy mình ngồi thiền, ta thì còn thiếu cái này thiếu cái kia, cái mình lại mình giúp, mà ngồi có cờ cụ có bồ đoàn phải ngồi như thế nào đó phương tiện mình chỉ. Còn ví dụ như đa cần mới ban đầu mình chưa ấy, thì muốn gặp quý thầy thì vẫn là quý thầy hướng dẫn chỉ cách cho ta ngồi để ta không có bỡ ngỡ. Đó cũng là cái đồng sự mình tu tập mình cùng giúp nhau. Còn ví dụ trong huynh đệ mà tu tập có chỗ nào mà nó khó khăn, như là mình buồn ngủ hay là mình bị đau chân hay mình ngồi như thế nào đó, nó không có cái vượt qua được, thì mình thấy mình đã từng trải qua rồi, ngồi thiền mấy mười mấy 20 năm nay rồi, mình có những cái kinh nghiệm đó, thì mình thấy vậy cái mình kêu là mình chỉ nhé.
mà nhắc phải có cái gọi là cái án ngữ, chứ phải kêu lại là đây ngồi không biết là đây tôi chỉ cho như vậy. Mình chỉ như nhiều khi người ta thấy không có vừa, cho nên mình phải khéo cái phương tiện. Mình thấy dưới dưới bên đây là thấy cái khi mà mình tu á mà mình cảm thấy nó khó khăn không vượt qua được, như mình hôn trầm nhà mình vọng tưởng nè, rồi mình ngồi nó đau chân, nó ngồi kiết già như quý vị ngồi này không được nữa, phải ngồi trên ghế. Nhưng mà người ta có cái tâm ham ham tu, nhưng mà có cái là quan trọng nhất là mình phải phải có cái tâm muốn muốn học hỏi, muốn cần cái sự giúp đỡ. Nhưng mà nếu mà người ta chưa, người ta muốn mà người ta còn ngại á, thì mình có phương tiện cùng làm chung với nhau thì gần gũi, rồi cái nói chuyện và trao đổi những cái chuyện mới đầu thì những chuyện bình thường thôi, hỏi sức khỏe tên tuổi rồi ở đâu làm việc như thế nào, rồi từ từ tới cái giai đoạn tu tập rồi công ăn việc làm ta gặp những cái khó khăn gì đó ta có thể, thì mình phải như thế nào ta mới dám ta mở lòng ra ta nói hết cho mình nghe. Đó, thì cái bố thí án ngữ lời hành và cái đồng sự mình cùng cùng giúp giúp người ta làm một cái việc đó, ta cần làm cái việc gì từ cái những cái việc nhẹ, những cái việc trên máy móc vi tính, hay là những cái việc tay chân làm ở bên ngoài, từ những cái việc từ gọi là từ nhẹ tới nặng, từ làm việc chân tay tới làm việc bằng trí óc. Nếu mà mình thấy cái việc làm của mỗi người khác nhau, mình muốn gọi là mình giỏi về cái công việc cái khâu gì đó thì mình có thể hòa đồng cùng với người, để khi mình đã coi người ta giống như là bạn rồi, coi người ta giống như là đồng nghiệp, thì cái sự trao đổi về Phật pháp, trao đổi về cái kinh nghiệm tu tập và những cái trải nghiệm mình đã tu được an lạc đó, mình có thể dễ dàng mình chia sẻ với người, gọi là bố thí, mình làm cảm phục cái lòng của người. Nhưng mà nói như vậy là để chúng ta biết đây là cái phương tiện. Thì trong bốn cái tứ nhiếp pháp á, thì đồng sự nhiếp là cái phương pháp hiệu quả nhất. Thí dụ như những cái vị mà ta thích ca nhạc, đi vui nhảy múa đi quán đó đó tự do đó, mà bây giờ mình muốn cảm hóa họ thì mình phải sao? Khỏi đi vô chân đó, phải cùng chơi hẹn rồi tới giờ đi tới buổi đó có buổi lễ coi phim hay là cái buổi ca nhạc hay gì đó, hẹn vô đó chơi, rồi sau khi chơi xong rồi đấy về bắt đầu mình có cái phương tiện đó mình nói đi chơi. Nếu mà mình khéo mình biết tu mình ấy á, cảm hóa được thì cũng vô đó gọi là thõng tay vào chợ đó. Nhưng mà giờ cái này nói là để mình cái đồng sự mình cùng người ta, ví dụ như bây giờ thấy ở một cái thì ngôi thiền viện nó đang đang xây xây dựng, bây giờ mình muốn đồng sự nhiếp và phải sao? Phải đến nó làm. Ngày kia làm á, thì quý thầy cũng đâu có giảng pháp gì cho nghe đâu, thì cứ thấy là cứ làm quý thầy làm, mà lúc đó là không phải là dùng lời nói nữa mà là thân thân giáo rồi ý giáo nữa, cùng chung một cái mục đích mình muốn làm xây dựng lên một ngôi thiền viện hay là một cái tăng đường, một cái việc gì đó. Thì khi đó đến mình làm mình thấy quý thầy làm như thế nào, với lại là rất là nhiệt tình, rồi mình thấy cũng muốn cho cái chỗ quý thầy ở hay là cái thiền viện mau thành công, thì quý thầy quý vị cùng nhau họp lại họp sức là làm. Thì khi làm thì quý thầy có thể mình có gì thắc mắc, có gì khó hiểu thì mình có thể mình hỏi quý thầy, sẵn sàng chia sẻ. Còn mình có bạn bè,
nhiều khi bạn bè nói lo đi rủ mình đi chỗ này chỗ kia chơi, nhưng mà bữa nay có mình nói thôi bữa nay ở chùa đó có công việc vậy đó, thôi lại phụ giúp chứ tôi thấy việc làm này có phước lắm, như thế này thế kia, làm sau khi làm xong có nhiều vị ta về ta hướng về cái điều làm, mình dùng cái lời nói đó rồi khi đã thường ngày mình đã cùng ăn cùng làm việc chung như vậy thì tự nhiên cái mình có thể mình hướng dẫn ta về với đạo, hướng dẫn con về với con đường lành của đường thiện. Thì cái đồng sự nhiếp này á thì nó mình có thể mình gánh vác bớt như người ta một phần. Thì thường nếu mà cái công việc đó mình làm đáng lẽ là một tuần hoặc một tháng mới xong, nhưng mà có người ta vô phụ nữa thì nó rút ngắn cái thời gian lại, giống như mình gánh vác bớt cái sự khó khăn của người ta. Thì khi thấy như vậy thì tự nhiên ta sẽ cảm mến và ta có cái thiện cảm với mình. Tại khi lúc đó thì mình nói về những cái kinh nghiệm tu tập chia sẻ, rồi những cái lợi ích mà mình nghe pháp, lợi ích mình nghe thực tập ngồi thiền, rồi lợi ích với mình làm điều lành điều thiện đó, như bố thí về có giúp đỡ cho bản thân mình, rồi giúp cho những người gặp khó khăn, rồi thiên tai động đất rồi lũ lụt này kia đó ở khắp nơi đó, thì mình có thể mình san sẻ cái kinh nghiệm cũng như cái tài sản, như cái tâm cái lời nói cái việc làm của mình để hướng về những cái điều lành điều thiện. Nên cái đồng sự nhiếp á thì đó là một cái giống như là một cái tấm gương. Mình làm việc gì cũng cái gương mình đi trước, cái tấm gương mình á. Ở nhà thì quý Phật tử có con có cháu, mình là bà là ông, cho nên đi nếu mà chưa có lập gia đình thì muốn làm gì làm, ngủ trưa ngủ như thế này kia, nhưng mà giờ có lập gia đình có con cháu hay là quý thầy có đệ tử có đệ tôn này kia rồi thì phải đi như thế nào. Đi đứng nằm ngồi đều nó phải có chừng mực này kia đàng hoàng, phải làm cái tấm gương. Từ chỗ mình có cái nề nếp, có cái gương gọi là gương mẫu, thì tự nhiên cái những người xung quanh người ta thấy người ta cũng học theo, và ta thấy cái đó là cái thân nhiếp, cái thân thân mình. Từ chỗ đó thì thấy ông hay bà có hướng tâm về đạo, rồi có cái lời nói và cái việc làm, thấy lời nói nó ôn hòa nhã nhặn dễ nghe, không có la mắng quát tháo làm cho mình buồn bực, cái lời nói rồi cái việc làm, rồi ăn uống nó nghỉ ngơi nó có giờ giấc. Hồi xưa thì thấy còn nhỏ thì thấy có một chú Phật tử, chú làm gọi là ban bảo trợ đó, tới cái giờ đó là thấy có mặt chú xuống chùa, rồi tới cái giờ đó là chú rồi xách xe đi về, nhưng mà ngày nào cũng vậy. Rồi từ từ lớn sức khỏe lớn thì tới chủ nhật mới xuống một lần, mới đầu đi xe đạp, từ từ đi xe Honda, rồi từ từ đi xe bốn bánh, mà tới giờ đó hay xuống đó là tới giờ về. Nói chú xuống nói là con tới giờ sáng mấy giờ ăn, rồi mấy giờ coi sách nè, rồi uống sữa nè, rồi tập thể dục mấy giờ gì là chú làm. Chú ở nhà cho nên ở nhà chú nói ai cũng nghe hết trơn, tại vì cái nề nếp của vào cái ăn rồi giờ ăn giờ ngủ giờ sinh hoạt giờ thể dục thể thao nó có từ chỗ mình có cái nề nếp như vậy thì con cháu rồi gia đình đó, tuy là ta không có bằng lòng mình đi chùa nhưng mà ta cũng dám nói gì được, tại vì mình ở nhà mình đó là người gương mẫu nề nếp. Nên khi mà bác mất rồi cái người vợ nói hồi đó tới giờ thấy quý thầy này kia quý cô lại rất là đông, nên từ đó thì sau là bỏ cái tâm không không thích Phật nữa, mà là giờ là hướng tâm về
Kỳ xưa thấy ổng cứ tối ngày không biết làm gì mà cứ đi chùa hoài. Ngày nào cũng đi, tới giờ là ổng đi, đi xuống rồi gặp quý thầy xá chào rồi hỏi thăm. Anh ấy con lo cho quý thầy ăn học, nghĩa là chỗ chỗ thầy là chỗ cái trường trường trung cấp á, bây giờ cũng lo cho quý thầy, bây giờ một đời con mà được một vài vị hòa thượng là con thấy con cũng mãn nguyện rồi. Nhưng mà bây giờ cũng có nhiều vị cũng đã thành công, cũng nổi tiếng, cũng tu tập khá rồi. Nhưng mà bác với tấm lòng, tại vì khi mà hộ trì cho chư tăng chư ni á, quý Phật tử thấy gọi là rồng rắn lẫn lộn. Cho nên có vị thì mới tu thì cũng vô xiên, có vị thì vô rồi tập khí ở ngoài thế gian cũng còn nhiều, cho nên dở xấu cũng có. Cho nên mà nhưng mà chú với cái tâm gọi là giống như là Bồ Tát vậy đó, phát tâm muốn hộ trì Tam Bảo, gọi là lo cho chư tăng chư ni có cái đủ điều kiện để mà yên tâm ra tu học. Nên bác làm như vậy thì cô bạn ở nhà thì thấy đi chùa mà như vậy đó, thì cũng không bằng lòng nhưng mà bằng mặt. Không dám nói. Nhưng mà sau khi mà bác 90 mấy tuổi, bác tách rời đó, bác mất hết, quý thầy quý cô về đông lắm rồi, nhà đầy bông hoa trái. Từ đó về sau cái tâm là có cái hộ trì Tam Bảo hướng về, nên khi khi mình có cái tâm hướng về Tam Bảo, đó là một cái điều rất là tốt, rất là quý. Nhưng mà cái quý, cái mà tốt thiết thực, cái mà cao cao tột nhất là mình ứng dụng vào đời sống hàng ngày của mình, bằng cái ý nghĩ, bằng cái lời nói và cái hành động của mình mỗi ngày qua mỗi ngày qua. Và khi mình đến chỗ làm việc ở nơi công sở thì mình dùng cái phương tiện tứ diệu pháp, bằng cách là mình cái gì cũng là gương mẫu, mình là Phật tử mà, cho nên giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình giữ năm cái giới đó thì vô trong đó là mình là giống như là người gương mẫu. Nhất là đi lái xe mà uống rượu thì sao? Tới công sở mà uống rượu, chứ có chút rượu chút bia thì sao? Vô mặt ngoài mình nó đỏ lên là ta thấy, ta sợ rồi. Nhiều khi làm nó hư hao, ta sợ hư hao. Nên có những chỗ ta cấm không có cho uống rượu bia khi làm việc như thế này kia nọ nữa, mà mình giữ năm giới đó là gương mẫu rồi. Rồi cho nên mà từ chỗ đó rồi mà khi mình làm ship hay là làm cái gì trong đó có chức gì chút đó, mà nếu mà mình có sự tu tập á, mà có dùng cái bốn cái tứ diệu pháp này lại lại đó, thì những cái nhân viên của mình á, người ta thấy mình giống như là một người mẹ, giống như là một người chị, giống như là người bạn, giống như một người tri kỷ rất là thân thiết, mà ta sẽ nhiệt tình ta giúp cho mình bằng cái tứ diệu pháp của mình. Mình ở trên mình làm sếp thì mình nhìn ở dưới thì những cái vị mà phụ giúp với mình, người ta có những cái khó khăn, nhìn cái đời sống rồi cái phương tiện rồi cái thân thể ta có bệnh tật ốm đau như thế nào, ta có khó khăn, ta có trở ngại gì đó mình biết. Nếu mình có đủ điều kiện mình giúp được bằng tài sản thì mình giúp, còn mình giúp không được thì mình giúp bằng thân, bằng cách mình chỉ kinh nghiệm như thế này thế kia thế nọ. Cái thứ ba nữa là mình thấy người ta có những cái khó khăn gia đình như thế này kia đó, gia đình như thế này kia đó, mà mình đã có kinh nghiệm nên mình chỉ dạy, mình nhắc nhở, mình khuyên lên, rồi mới đầu mình hỏi hỏi thăm, rồi cái mình biết ta có khó khăn những gì đó thì mình phương tiện cái lời nó mình giúp. Thì tự nhiên cái như vậy thì ta sẽ có cái tâm cảm mới, ta gần gũi cái bên mình, rồi cái mình có những cái kinh nghiệm tu tập, có những cái câu kinh hay bài kệ mà mình thấy hay thấy quý đó, mình có thể mình nói ra, mình chia sẻ ra, nói ờ chị cái pháp chị thấy có câu này chị pháp được, chị thấy an lạc, chị thấy vui lắm mỗi khi mà chị bị như vậy. Ví dụ như mình thường mình đau khổ vì một cái lời nói, cái việc làm gì của ai đó,
và mình không có buông bỏ được, mình cứ mang quá ở trên vai của mình hay trong lòng của mình bao nhiêu năm nay, mười mấy hai chục năm mà mình chưa có quên tức hay quên giận người ta, quên xả ra. Mà bây giờ gần gũi kế bên mình, chúng ta thấy mình là người đáng tin tưởng, thấy mình đi mình làm việc thấy lúc nào cũng vui vẻ, thấy cũng hòa đồng, thấy cũng dễ gần gũi với người ta, mới chia sẻ người ta nói, ta mới mối ta nói những cái nỗi khổ niềm đau của người ta, người nói cho mình nghe. Thì khi mình nghe vậy thì mình có một Phật pháp á, thì Đức Phật ngài nói cái người ta làm tổn thương mình về lời nói, về hành động không phải ngẫu nhiên mà nó tự đến, mà là nó có cái nhân quả. Thì hiểu cái rõ cái nhân quả thì tự nhiên mình sẽ không có còn giữ trong lòng nữa. Ngày xưa mình tự nhiên cái ông đó, tự nhiên cái ông lại ông chửi mình, ông đánh mình, rồi ông nói xấu, nó thậm tệ mình giữa bao nhiêu người đó, rồi cái ông bỏ ta bỏ đi, mình ở đây mình tức mình muốn nói như lại tìm người đó để mình trả thù. Nhưng mà giờ mình nghe Phật pháp, như Phật nói là cái đó là cái luật nhân quả, giống như mình đã mượn tiền nói mình mượn tiền người ta chỗ này, nhưng mà mình trốn mình đi là chỗ khác, khi mà ta lại chỗ khác, người ta vô tình ta gặp mình cái tự nhiên ta sẽ lại đòi thôi, mình phải trả. Khi mình trả, khi mình mượn thì lúc mình mượn thì sao, mình vui vẻ, mình năn nỉ, mình hứa hẹn đủ thứ ha, nhưng mà tới chừng người ta cần, người ta đòi thì sao, hẹn lần hẹn lựa nó chưa còn thôi, mình tìm cách mình tránh mặt. Nhưng mà nói Đức Phật này dạy cái luật nhân quả nó không có sai trái, gieo nhân gì nó sẽ gặt cái quả đó, gieo nhân mà ác thì sẽ gặt cái quả là khổ đau, lo lắng bất an. Cho nên khi mà mình thấy người ta làm cái gì hay là người ta nói cái gì đó mà lỡ làm cho mình buồn mình giận, giờ mình nhớ lời Phật dạy, thôi cứ bỏ qua đi, cố gắng mình quay trở về, kiểm điểm lại mình hành động như vậy là đúng hay là sai, nó có làm cho người ta hay tổn thương hay không, mình quay ra mình tự kiểm lại. Và khi mình đã kiểm lại rồi mà mình cũng thấy không có làm gì hết, tự nhiên cái người ta lại người ta lấy với mình, lấy cái tài sản của mình, người ta làm tổn thương mình bằng cái lời nói, bằng cái hành động, cho mình nghĩ thoáng lên chút nữa, mình nghĩ xa chút nữa, chắc bây giờ từ hồi lúc mình sanh ra tới giờ mình không có làm đó, nhưng mà đâu chắc là trước khi mình sanh ra kiếp này mình đã từng làm cho người khác đau khổ rồi. Mình nói dễ hiểu, với Phật tử dễ hiểu, mình ở tiểu bang này mình không có làm tổn thương ai hết, nhưng mà chưa chắc mình ở tiểu bang khác mình đã từng mượn, từng làm tổn thương người ta rồi. Như giờ mình về đây, bây giờ ta có cái việc gì đó, ta đi đi chơi, ta gặp mình đó là tự nhiên ta sẽ đòi. Bao nhiêu người khác ta không đòi, sao tự nhiên ta lại đòi với mình? Nên tự nhiên nghĩ như vậy, ứng dụng theo lời Phật dạy, nhân quả, mình có dai thì mình sẽ có trả. Nhưng mà giờ mình tu á, nhờ mình gặp được Tam Bảo, giờ mình tu á, thì khi mình trả cái quả thì nó bớt đau khổ. Mình cũng trả, đáng lẽ mình trả 100 phần, nhưng mà bây giờ ta thấy mình có tu tập, có làm phước, làm thiện này kia thôi, bây giờ ta lấy 50 thôi, ta cho mình bớt 50. Có cái là cái quê hồng đó, đây gọi là tiết cao gì đó. Mới đầu thì nghe chữ đó thì không hiểu, nhưng mà sau này mình nói, tại vì giống như là khách hàng thân thiết đó, đó. Cho nên bây giờ mình khi mình biết tu á, thì mọi cái việc đến với mình nó cũng có nhân quả. Nhưng mà giờ mình biết tu á, thì mình muốn cho nói cho người ta nghe, người ta hiểu, là bỏ bớt cái đau khổ bấy lâu nay của mình á, thì mình phải có cái phương tiện là bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự, mình cùng chung làm với một công việc đó. Nhưng mà nhớ đồng sự là đồng sự cái việc lành, việc thiện, việc tốt, nhớ nha. Còn cái việc mà xấu ác mình đừng có đồng sự,
Nếu mà bây giờ mình không có tránh khỏi, mình phải gọi là cái ép buộc mình phải cùng làm với việc ác, thì nên lựa cái việc ác nào nhẹ nhất làm. Nghĩa là mình không có, nghĩa là ví dụ như bây giờ nếu mà mình không làm cái đó thì gia đình mình không có tiền bạc ăn ở rồi các cái, nhưng mà bây giờ mình không có làm việc gì khác phải làm việc đó, thì mình lựa cái nào mà nó nhẹ nhất. Mà bây giờ không nhẹ nhất á, thì khi mình làm mình khởi lên lòng từ bi, cái này là vì công ăn việc làm mình nên cho nên mình làm, chứ mình không có muốn làm cái đó. Thì khi mình đủ điều kiện mình có thể mình chuyển được cái công việc thì mình chuyển, còn ấy thì khi mình làm đó mình khởi lên lòng từ bi, để khi mà mình có lỡ làm cái việc ác dở xấu đó thì mình sẽ biết, cái khi mình đã làm mình làm đó mình sẽ biết là có cái quả. Nhưng mà khi mình biết vậy mình phải tu và mình làm những cái điều thiện, điều khác tốt khác nữa, để mà nó bù đắp lại cái dở cái xấu của mình. Mà nếu mà mình tránh được thì càng tốt. À, nhiều khi có nhiều vị làm thấy cái việc làm mình đó là xấu, là không tốt rồi, nhưng mà ta tìm cách này cách kia, bằng cách là bố thí, bằng cách là giúp đỡ những người khó khăn, thiên tai lũ lụt, ta làm những cái việc xây chùa đắp tượng, làm xây lộ, làm lộ hay là xây cầu này kia, ta bù đắp lại. Thì có nhiều vị thì khi làm mà có tài sản rồi, nhiều khi cứ nghĩ cái lợi tức rồi cái quên quên đi cái phần làm. Khi xưa có một vị làm bên cái ngành dầu, gọi là chế biến, gọi là nguyên cái công ty vậy đó, nhưng mà chú đó nói mỗi lần mà con làm, cái chú đó làm bác sĩ nhưng mà làm về hay là dầu nhớt này kia đó, nguyên cái công ty luôn có chế biến đó, nhưng mà nói mỗi lần mà không có làm từ thiện hay là không có làm việc giúp cho người á, thì cái công ăn việc làm nó gặp nhiều cái trắc trở khó khăn. Mà khi mà thấy như vậy thì tự nhiên cái chú phát tâm chú làm cái việc thiện việc lành này kia, rồi cúng dường và thỉnh quý thầy về, rồi giúp đỡ những người khó khăn này kia, làm từ thiện phóng sanh, rồi làm những cái việc ấy đó, rồi giúp cho những người ta bệnh tật, tại vì vị đó là bác sĩ đó, cho nên giúp cho những người bị mổ này kia đó mà ta thiếu điều kiện đó, thì phải vận động trong các việc trong ấy, rồi bằng thân của cái lợi tức của công ty á, nó có một cái phần để làm từ thiện thì kia, nó lấy cái phần đó đi làm, thì tự nhiên những cái khó khăn trở ngại trong công ty tự nhiên nó lướt qua, nó vượt qua. Và mỗi năm á, thì vào một cái ngày nhất định nào đó, cái thỉnh chư tôn hòa thượng với thầy về tụng kinh, rồi giống như cầu an đầu năm vậy đó, rồi cúng dường, rồi cái nghe với thầy giảng cho thời khóa, rồi tôi đã cúng dường cho với thầy vừa ăn vừa tài sản này, bao thơ này kia đó cúng dường. À, mà mỗi năm làm như vậy thì cái ngay mới đầu thì công ty nó ta cho mướn 10 năm, 20 năm, hoặc 30 năm, mà khi mà gần hết hạn đó thì với cái sự mà hướng tâm về tam bảo, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa biết san sẻ, làm những cái điều gọi là thiện, giúp cho những cái vị mà khó khăn đó, thì những mình giúp cho những người ta có khó khăn, bệnh tật ốm đau, rồi trong lúc người ta gia đình ta thiếu tiền, hay là những cái nhà mà ta gặp tai nạn này kia đó, hay là những cái vị mà ta đang cần sự giúp đỡ đó, mà mình giúp đỡ được cho người ta, giống như người ta đang gặp cái khó khăn trở ngại mà mình giúp người ta vượt qua, thì mình đây mình đang có những cái khó khăn trở ngại thì có những cái vị, à, mình có đủ cái phước thì có những vị là ta đến ta giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn, nhất là những công ty mà lớn á, thì quý vị nói ta nói gọi là lớn thiền lớn sống phải không? Ta làm có thể là thức quên ăn bỏ ngủ, có thể là ta nếu mà có em bé là có thể là ta bị bỏ em bé luôn nữa đó, vì công việc đó, tại vì ta lo lắng rồi đủ thứ hết trơn đó. Mà nếu mà mình có sự tu tập, có sự san sẻ,
một cái lợi tức ra để làm giúp đỡ cho mọi người ta đang gặp khó khăn, xây chùa hay là làm những cái nơi mà cả làng đó ta đi mà đi tới cái đó nó thiếu cái cầu, nó bị chắn ngang cái dòng nước đi khó khăn, đi cầu khỉ rồi đi ao, nhiều người có khi bị mất mạng nữa. Bây giờ mình có kinh phí, có thể đủ điều kiện có thể xây một cái cầu giúp cho cái dân đó, thì người ta đang đến đó, ta gặp cái khó khăn, bây giờ mình tạo cái phương tiện để cho người ta đi qua được cái khó khăn đó. Thì cái những cái khó khăn của mình thì ngay nơi những cái công ty của mình thì nó phải đối nội đối ngoại, rồi nhân viên, rồi đủ thứ, tiền lương, rồi cái công việc của mình nữa, và cái sản phẩm mình làm ra cái chất lượng nó như thế nào nữa, thì phải một cái đoàn thể trong đó, phải đoàn kết, phải nhất trí, gọi là cái tâm mình san sẻ những cái lời nói, những cái việc làm, những cái lợi tức mình san sẻ, người ta đủ cái đồng lương, người ta đủ lo cho gia đình, thì ta sẽ coi mình giống như là một vị ân nhân, một vị là người thân ở trong nhà, giống như coi giống như là ba, giống như là mẹ, giống như là chị, giống như là anh của mình. Thì anh chị với nhau thì quý Phật tử thấy mình làm công việc mà mình coi từ trên xuống dưới giống như là anh em trong gia đình, thì mỗi người mỗi việc thấy cái gì dở thì xấu thì tự nhiên ta sẽ giúp cho mình làm tốt công việc nơi công ty. Thì ở trong một đạo tràng chúng ta tu tập cũng vậy, nếu mà chúng ta khéo áp dụng tứ nhiếp pháp thì một cái đạo tràng giống như là một cái gia đình, anh chị em chung với nhau cùng hướng tâm về với Tam Bảo, nỗ lực tu tập, thì thấy ai có cái gì dở, cái gì khiếm khuyết, chưa có đầy đủ thì chúng ta khéo dùng cái lời nói, việc làm để mà một cái đạo tràng chúng ta được đầy đủ, là trang nghiêm, đâu từ trên cho tới dưới đâu đó nó gọn gàng sạch sẽ. Thì cái tâm mình hướng về đó với Tam Bảo thì bốn pháp mà để nhiếp phục lòng người ấy, thì đó là cái điều rất là thiết thực, rất là lợi ích nếu chúng ta có cái tâm hướng về đối với Tam Bảo, hướng về đối với những người chưa có đủ duyên, còn hướng tâm muốn tạo những cái nghiệp xấu ác bên ngoài, mà cái thường á tạo cái nghiệp xấu ác á, thì Đức Phật này nói trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả, nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm thì sự khổ sẽ theo như bánh xe lăn theo chân Phật kéo. Thì mình khi mình thấy như vậy, mình khởi lên lòng từ bi, mình muốn người ta hướng tâm về làm điều lành, điều thiện, điều tốt. Nhưng mà quý Phật tử thấy dễ hay khó? Người ta thích bài bạc, rượu chè, thích làm những cái điều xấu ác đó. Nhưng mà ta làm vậy đó, thì ta có cái thú vui, có cái niềm đam mê. Nhưng mà muốn chuyển cái niềm đam mê, cái thú vui mà mình biết cái quả là sẽ đau khổ sau này. Tuy là người ta làm đó cũng bỏ công, bỏ sức, bỏ của này kia ra đó, nhưng mà cái quả là cái quả sẽ đau khổ. Nhưng mà mình muốn nói cho người ta nghe phải dùng cái bốn cái này. Để chúng sanh cứ lặn ngụp trong ngũ dục, rồi chìm đắm trong luân hồi sinh tử, đau khổ. Đức Phật này muốn phương tiện, muốn kêu về, nhắc. Thì trong Kinh Pháp Hoa, ví dụ giống như là thấy ví dụ như có một vị thích xe, xe hư, xe dê, xe trâu, xe nai, nghĩa là mình thích cái gì thì nó là con ra đây đi, cha sẽ cho cái này. Ví dụ mình muốn thích chiếc xe to, chiếc xe gì đẹp đó, con ra đây đi thì cha sẽ cho. Không thích cái nhà, ra đây thì cha sẽ cho nhà. Cái nhà trong mình ra khỏi cái nhà đó đó, mình ra khỏi cái chỗ đó đó, nhà lửa đó,
gọi là nhà năm ngũ dục đó, mình đang chìm đắm trong đó kêu ra, mà muốn ra đâu phải là nói là ra liền đâu. Mình thích chơi cái gì đó, ba mẹ thích, con thích cái gì, dơ dơ liêu liêu lên đó, thấy cái là chạy ra. Mà khi đã ra ngoài này rồi á thì được an lạc, không còn đau khổ và tạo nghiệp nữa. Mà nói nghe thì dễ hiểu liền, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải ứng dụng từ từ mỗi ngày. Mới đầu nhiều khi cái người mà có trí tuệ, có cái nghị lực mạnh á, thì sẽ dứt khoát liền. Quý vị mà về đây á cũng là một cái nghị lực cái dứt khoát mạnh lắm á. Chứ ở bên đây thì thấy một tuần là làm hết 6 ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy là 6 ngày rồi. Và còn nghe ngày chủ nhật à, chủ nhật bạn bè kia rủ đi chơi ăn uống rồi ca nhạc, có phim hay này kia nữa mới ra nữa. Mà mình thôi bữa nay đi chùa, tới chủ nhật đi chùa rồi thôi từ chối. Có nhiều vị từ chối không được thì sao? Sẽ vắng mặt ở đây. Nên phải có cái nghị lực, cái ý chí mạnh lắm, mình hướng về cái chiều 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 lành, chiều thiện, chiều tốt. Mà thưa quý Phật tử, cái mình được cái thân người á nó quý lắm, mà quý ở đây mà mình biết sử dụng nó một đời, mà mình làm điều thiện điều tốt á, mình hướng tâm về tam bảo á, thì tự nhiên có vô thường nó đến đi chăng nữa mình vẫn vui vẻ mình ra đi, không có hối tiếc. Và nhiều vị thì cứ không biết rồi cứ chạy theo cái gọi là ở trong nhà lửa tạo cái nghiệp xấu ác. Mà khi chúng ta đã có cái biết cái thân mình nó quý tiếc như vậy, mà mình được cái lợi ích của Phật pháp, mình nghe mình muốn san sẻ ra cho mọi người để người ta biết giữ gìn cũng như là phát triển cái thân quý báu mình đang có đây. Nó quý đây là quý về cái thân mình đã tạo những cái nhân tố mà mình được cái thân này. Khi mình được cái thân này mình phải biết trân quý, mình phải lấy cái thân này mình phải làm những điều thiện điều tốt hơn khi xưa nữa. Và khi mình đã bỏ cái thân này á là mình sẽ được cái thân khác tốt hơn và nhiều cái lợi ích hơn nữa. Đó là người trí, là người có cái tâm hướng về tâm bảo mạnh. Và khi mà mình được cái thân quý, thân này nó là đầy đủ 6 căn rồi, gặp được tam bảo rồi, gặp được thầy lành bạn tốt rồi, được cái chỗ môi trường tu tập và lành mạnh, không có ô nhiễm, mà ngồi đây thấy hít thở thấy có cây xanh, có cái không khí nó mát mẻ trong lành an lạc, thì mình biết tận dụng, phải biết trân quý cái phước báo gọi là cái quả mình đang tiếp nhận đây. Thì khi mình đang tiếp nhận đây mà được trân quý thầy cũng như các bạn đạo tu tập chia sẻ những cái kinh nghiệm từ thân, từ lời nói, từ cái ý nghĩ cùng cùng với nhau. Ví dụ quý Phật tử muốn trở về đây thì đêm qua hay là mấy ngày trước làm đấy, vào chủ nhật này mình sẽ đến thiền viện và mình chăm, có nghĩ không? Trước khi đi là mình phải có cái nghĩ ra rồi, và sau đó cái đầu lời nói rủ bà bạn hay là rủ người này người kia đi. À, bữa đó bữa nay là có cô đã có nấu cái món gì đó ngon lắm, ví dụ các vị mà thích món ngon á, ở bên kia thì ở bên chùa bên kia có cái cô đó, cô nói đây chừng nào có cái món đó cho con nghe nha. Mà khi có cái món đó đó, cô thích ví dụ như thích lẩu đi, nghe món lẩu cái là sẽ đến chùa. Thì khi rồi cho nên khi mà mình
thích cái gì đó thì nói ra cái đó thì sẽ đến, như ăn uống rồi là tất cả các thứ. Cho nên khi mình có cái tu tập học qua cái bốn cái phương tiện để nhiếp phục lòng người, như là bố thí nè, ái ngữ nè, lời hành nè, đồng sự nè, thì khi mình thấy người ta có thích cái gì thì mình phương tiện mình nói để ta trở về. Ở đây mình phương tiện là giúp nhằm cho ta hướng về cái điều lành, điều thiện, điều tốt, thì cái đó là cái nên làm, chứ không phải là giống như đứa con nó không chịu ăn, con ăn đi, mẹ cho con cái này, nó thích đồ chơi, cái con ăn đi, con uống đi, rồi mẹ sẽ cho con cái này, hay là con nó thích đi đi chơi, hay nó thích đi dạo công viên, hay thích đi chỗ này chỗ kia rồi đó, con ăn đi, rồi mẹ cho, đó là cái là phương tiện, con gắng học, con gắng giữ gìn sức khỏe tốt đi, cha mẹ sẽ cho con cái này. Thường cuối năm mà học lãnh cái bằng, cha sẽ cho con cái này, ví dụ như bằng hay cool, hay bằng college, hay là cái những bằng lớp 12, hay là bằng đại học, hay là bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, là cha sẽ cho con cái đó đó. Và tự nhiên nó ý thức nó sẽ có cái niềm đam mê, nó sẽ học. Đó là cái phương tiện. Thì bốn cái nhiếp pháp nếu chúng ta khéo ứng dụng vào chiều hướng tu tập thì mọi người đều hướng tâm về, mà tu tập mà đúng theo lời Phật dạy, đúng theo chánh pháp thì đưa đến lợi ích an lạc cho mình, đưa đến an lạc lợi ích cho tất cả mọi người. Thì hôm nay quý thầy chia sẻ lời của phương tiện là tứ nhiếp pháp để chúng ta nắm vững khéo hướng tâm của các vị còn đang chìm đắm trong buồn vui đau khổ thế gian bên ngoài, tạo đủ thứ nghiệp xấu cũng có, ác cũng có, dở cũng có, mà không có tâm hướng về tam bảo, không có chút gọi là an lạc, mà chúng ta phương tiện giúp từ bố thí. Bố thí thì có tài, thí pháp, thí vô úy, rồi ái ngữ, cái lời nói dễ nghe, gần gũi, giúp đỡ, khuyên lơn khi ta khó khăn. Rồi bố thí, ái ngữ, lợi hành, nghĩa là mình giúp đỡ những cái lợi từ cái lời nói, cái việc làm, cái hành động của mình để giúp cho người ta bớt vơi đi những cái nỗi khổ niềm đau. Rồi cái đồng sự là mình cùng làm chung những cái công việc người ta làm, như là người ta xây nhà thì ta cần phải mướn thợ này kia, nhưng mà bây giờ mình lại mình làm không công, lại mình xin làm phụ giúp cho người ta, phụ giúp cho người ta làm xong cái công việc, thì khi xong công việc người ta cảm ơn, rồi cái từ chỗ cảm ơn đó mình mới thấy người ta có những cái dở cái xấu gì đó, hay là cái nỗi khổ niềm đau đó, mình cái dùng cái lời nói mình khuyên người ta bỏ đi, mình bớt để làm những cái việc đó, bớt làm những cái điều đó, làm những cái điều xấu điều ác nó bớt đi, thì người ta sẽ nghe. Tại vì khi mình là người làm, người thiện, người tốt, mình lại giúp cho người ta, thì khi giúp thì nói người ta nghe, để ta bỏ cái điều ác, ta quay nhiều hướng cái điều lành, và mình chỉ cho cái phương pháp người ta tu tập nữa. Mình ở đây mình ngồi thiền thì mình chỉ phương pháp ngồi thiền. Bây giờ mình các vị mà nấu ăn ở dưới bếp mà thấy quý thầy xuống chỉ dạy nhắc nhở mình tu, thì mình làm ở dưới bếp mà mình thấy an lạc, thấy lợi ích, mình cũng chia sẻ, đó là những cái kinh nghiệm mình tu tập mình được an lạc, mình sẵn sàng chia sẻ. Thì bốn cái phương pháp để nhiếp phục lòng người hướng về cái điều lành, điều thiện, điều tốt, mong rằng quý Phật tử khéo ứng dụng vào đời sống hàng ngày để gia đình hạnh phúc, rồi những người xung quanh ở ngoài xã hội ta nghe, ta thấy mình là Phật tử, mình có những việc làm thiết thực giúp ích cho đời, giúp ích cho những người khó khăn cơ nhở, rồi giúp ích cho những người ta có những cái nỗi khổ mà ta không có biết cách để hóa giải. Chúng ta học Phật pháp, chúng ta phương tiện chia sẻ để cho người ta bớt đi những cái khó khăn, giàu cũng có,
nỗi khổ, rồi khá giả cũng có nỗi khổ, rồi nghèo khó, không có chỗ ăn chỗ ở, ta cũng có cái nỗi khổ. Nếu mình khéo phương tiện, mình đem lời Phật dạy, đem cái kinh nghiệm mình san sẻ, thì ta sẽ bớt đi những cái nỗi khổ niềm đau của mọi người. Thì mong rằng toàn thể quý Phật tử cố gắng áp dụng cái thứ nhất pháp vào bản thân mình, và mỗi ngày nỗ lực tu tập để cái năng lực an lạc nơi nơi bản thân của mình lan tỏa đến tất cả mọi người. Người ta chỉ cần nhìn thấy mình thôi, ta cũng thấy an lạc rồi. Đó là thân giáo, rồi cái nữa là lời nói, rồi cái tâm mình khi mình ngồi thiền. Quý thầy thường nói mình ngồi thiền rồi xong rồi khi mà nghe quý thầy lắc chuông á, nghe lắc chuông nè, cái là mình nào nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mình đem cái công đức của mình tu tập mấy chục phút á, mình hồi hướng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đó cũng là cái ý mình về chia sẻ, là bố thí đó, tất cả cho mọi người. Mong rằng quý Phật tử cố gắng để tu sớm giác ngộ giải thoát viên mãn. Mời Phật tử chắp tay hồi hướng với ta. Chúng sanh vô biên.